đại đa số những ai đeo Rolex thì cũng sẽ hiểu được nguyên tắc khóa ở cái khóa đồng hồ đại đế này. Nhưng cũng có một số vị khách lại đeo nhưng mà không để ý, nên là hơi bị vướng ở chỗ này là khi gài vào á nó sẽ bị khó một tí. Khi mình mở khóa ra đeo thì ngay cái logo của Rolex chỗ phần đầu khóa này chúng ta sẽ có cái độ hở để chúng ta kéo ra như thế này. Và khi gài lại á thì chúng ta sẽ đẩy ở phần dưới này chứ không phải là đẩy trên đầu khóa này. Nếu như đẩy trên đầu khóa này sẽ rất là cứng và khó vô, nếu như cố tình đẩy mạnh thì cũng có thể vô nhưng sẽ bị mòn phần cái lẫy này, mòn cái phần vàng ở trên phần khóa này nên sẽ không tốt. Và chúng ta đẩy đúng cách thì sẽ rất là nhẹ nhàng. Đó là đẩy đúng cách. Đơn giản một chiếc đồng hồ đã đủ sang đủ đẹp rồi, nhưng mà kết hợp với một chiếc nhẫn thì rất là sang và đẹp, trở nên gấp đôi hơn luôn. Cũng như chiếc đồng hồ mà Kỳ Lân đang đeo bên tay này cũng vậy. Đồng hồ Corum, dây đeo màu đen, thân vỏ là full vàng nguyên khối đến những viên kim cương, đeo kết hợp với một chiếc nhẫn vàng nguyên khối đến những viên kim cương hai bên và đến những viên đá đen tương đồng với bộ dây đeo này thì là một bộ đôi hoàn hảo. Qua video này, nếu như quý khách nào có nhu cầu về bất kỳ những dòng đồng hồ chính hãng nào từ những thương hiệu, bất kỳ những thương hiệu nào đồng hồ xa xỉ trên toàn thế giới từ đất nước Thụy Sĩ, hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân là đơn vị chuyên về hàng cao cấp luxury chính hãng tuyển chọn.